Cuộc sống cơ cực của tuổi thơ đã cho nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu ý chí bền bỉ vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu tên thật là Phong Thi Ngọc Dầu, sinh năm 1945, là nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu cải lương. Trước khi đến với nghệ thuật, ký ức tuổi thơ của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu là những chuỗi ngày bần hàn cơ cực, nhưng Ngọc Dầu rất mê ca hát. Ngoài giờ học, những lúc rảnh rỗi, bà thường học hát qua đài, rồi bà vừa học vừa làm thuê trong cánh hát Kim Phụng. Tại đây bà được học múa ươm tơ, múa cây lúa, được làm tỳ nữ trên sân khấu. Nhờ có giọng hát trời phú nên tuồng hát nào bà cũng được tham gia hát một vài câu vòng cổ, hoặc những vai diễn có sự xuất hiện rất ít trên sân khấu ở đoàn hát Kim Phụng. Được một thời gian, Ngọc Dầu cùng anh trai được giới thiệu vào đoàn Đông Sơn Mãi Võ. Một năm sau, lúc đó bà 12 tuổi, bà nhận được vào gánh hát Mai Lan Phương, Ngọc Triều và chị làm tỳ nữ, rồi ngâm thơ hậu trường. Năm 1958 về đến Sài Gòn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu được chủ hát Hưng Đạo mời dự lễ khai trương, đồng thời tham gia vai đào trình trong vở Hai Cánh Én Đầu Xuân, đóng cặp cùng với nam diễn viên tài danh Minh Nhì. Hai năm sau bà được soạn giả Hải Triều, Hòa Phượng ở đoàn hát Thanh Minh, Thanh Nga mời về đoàn. Từ đó tên tuổi của Ngọc Dầu ngày càng được đông đảo khán giả cải lương ở khắp các tỉnh thành miền Nam mến mộ với những thành công qua nhiều vai diễn, đặc biệt là vai đào chính Đưa Thuyền. Bà được trao giải Thanh Tâm vào đầu năm 1960. Năm 1967 bà lại vinh dự đón nhận giải thưởng Thanh Tâm. Ở đoàn Thanh Minh, Thanh Nga, Ngọc Dầu có cơ hội hòa thân vào nhiều vai diễn từ đào mùi, đào mụ, đào lằng, đào võ đến những vai giả lão, giả trai và cả những vai con nít đàn già. Với nhiều công hiến của mình trong sân khấu, nghệ sĩ Ngọc Dầu nhận được thành tựu như: năm 1960 bà nhận giải thưởng Thanh Tâm, năm 1979 khi mới 34 tuổi. Bà đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, năm 1995 bà được trao tặng giải Mai Vàng lần thứ nhất, năm 2001. Bà được trao tặng diễn viên được yêu thích nhất trong Gala Cười, năm 2003. Bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ở lần thứ 7. Cho tới nay, hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật và là nghệ sĩ, người thầy mẫu mực của nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Ngọc Dầu đã có hơn 100 vai diễn đầu tiên diễn trên sân khấu cải lương, hơn 50 vở kịch, hàng chục phim truyền hình nhựa, video tấu hài. Ngọc Dầu rất sòng phẳng trong chuyện tình cảm, bà tự nhận mình rất thích yêu. Vì mỗi lần được yêu, con người mình nở phần chân lắm. Khi đang là cái tên ăn khách bậc nhất, Ngọc Dầu bất ngờ kết hôn khi vừa tròn 17 tuổi. Nữ nghệ sĩ kể, đang đi hát, tự nhiên bà kêu về lấy chồng, rồi định ngày cưới luôn, chứ có biết yêu là gì đâu. Cô cho biết mình bị gạ đi vì để trả ơn giúp đỡ của người ta, dành cho gia đình mình. Vì lễ giáo, Ngọc Dầu chỉ biết lau vội nước mắt rồi ngậm ngùi làm vợ người chồng hơn mình 32 tuổi với một đám cưới dài 3 ngày. Trên xe hoa, Ngọc Dầu ngồi thụp xuống, gầm xe vì xấu hổ. Ở tuổi hoa niên, nếu Ngọc Dầu nắm giữ hào quang thì con gái cô lại bị tước đi tính mạng bởi vì bệnh ung thư máu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu trầm ngâm kể, nếu giờ con sống chắc nó cũng 47, 48 tuổi rồi. Hân đang đi thi lớp 7 thì bị xỉu, bác sĩ nói bị ung thư thì một tuần sau là chết. Từ đây, nữ nghệ sĩ lừng lẫy đã thuật lại cuộc trò chuyện cuối cùng với con gái trước khi mất. Ai nữ của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu nói cùng mẹ, Hân nói cho Ngọc Dầu nghe, Dầu đừng có buồn, Dầu buồn là Hân đi không đành. Hôm nay là ngày mấy rồi Dầu, Hân nói mùng 8 Hân đi, Dầu giữ đem xác Hân về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.